Đó, thưa các bạn, đây bây giờ thì mình có ở đây cả đóng lớp, và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ giải thích cho các bạn các cái thông số cơ bản nhất của cái lớp xe. Thì như các bạn thấy nè, đây là cái lớp Michelin, và cái thông số mà quan trọng cho trên tất cả cái lớp nào là cũng là cái dòng này, 185/60R15. Đó, cái 185 là cái gì? 185 chính là bề rộng của cái mặt lớp này. Đó, nghĩa là đây, bề rộng của cái mặt lớp này là 185mm nha các bạn. Đó, thì cái lớp mà cái bề rộng của nó càng lớn á, thì nó sẽ bám đường càng tốt, chịu tải tốt, nhưng mà nó sẽ tốn xăng hơn. Ví dụ như ở đây mình có cái lớp lớn hơn rất là nhiều nè, thông số này là 255/55R18. Thì 255 là bề ngang của lớp này lên tính 255, các bạn thấy nó lớn không? Khi mà so sánh với cái này. Đó, cái này là 185 nhỏ vậy, này là 255 rất là lớn. Bề ngang của nó là 255mm. Tiếp theo là thông số sạc 60 là cái gì? 60 có nghĩa là cái chỉ số chiều cao của cái lớp so với cái bề ngang và bề rộng mặt lớp. Có nghĩa là gì? Là cái lớp này là độ dày của cái lớp á các bạn. Thì cái lớp này cái chiều cao của nó là bằng 60% so với cái chiều rộng. Con số 60, con số này nó càng nhỏ thì cái lớp nó càng mỏng, con số này càng lớn thì cái lớp nó càng dày. Từ đây 60 thì nó là trung bình, tương đối dày các bạn. Còn đây là 55 thì cái lớp này nó sẽ nhìn nó sẽ mỏng hơn một chút xíu, nhưng mà cũng chưa phải là mỏng nhất. Nó sẽ có những cái lớp rất là mỏng, ví dụ như là cái lớp này, cái lớp này là 275/40. Thưa các bạn thấy nó mỏng ghê không? Nó rất là mỏng, nó rất là lớn, bề ngang rất là lớn và nó mỏng. Thì mấy cái xe mà xu hướng thể thao thì người ta hay sử dụng cái kiểu này. Đó là cái lớp nó cực kỳ là mỏng và nó rất là rộng. Thì khi cái lớp mỏng như thế này á, thì đi nó sẽ không có êm ái các bạn ạ. Nó sẽ hơi sốc đấy, nó sẽ không có êm ái bằng cái lớp dày. Tại vì cái độ đàn hồi của nó không có. Nhưng mà bù lại cái lớp mỏng á, thì nó sẽ bám đường rất là tốt. Đó, nó không ít đàn hồi, cho nên là cái lực mà truyền từ cái bánh xe xuống mặt đường nó sẽ truyền rất là tốt, nó không có co giãn. Bù lại những cái lớp dày như thế này á, thì cái độ đàn hồi nó tốt, cho nên nó sẽ êm hơn. Vì thế mà tùy cái mục đích sử dụng mà mình muốn hướng tới, là cái xe nó muốn hướng tới sự êm ái thì mình nên đi cái lớp dày, mà hướng tới thể thao chạy tăng tốc tốt, xe công suất lớn, thể thao tăng tốc tốt thì mình đi cái lớp mỏng. Chứ không phải cứ mỏng càng tốt đâu các bạn, không phải là càng mỏng càng tốt. Rồi R chính là cái cấu trúc của cái bố lớp. R là radio các bạn, cấu trúc bố lớp radio. Cấu trúc bố lớp radio là bố lớp tròn, các bố lớp tròn. Và 15 là cái gì? 15 chính là cái đường kính của cái mâm xe các bạn, có nghĩa là đường kính của mâm xe tính từ đây qua đây là 15 inch, đơn vị đo là inch. Cái này đơn vị đo là mm này, 185mm. Cái này là đơn vị là phần trăm, 60%, chiều cao là 60% với bề ngang. R là radio, là bố tròn, và 15 chính là đường kính của cái mâm xe là 15 inch. Tương tự như này, vậy thì cái đường kính của cái bánh xe, cái mâm xe này lớn hơn, là nó là 18 inch này. Đó, có nghĩa là cái bánh này, cái đường kính, cái kích thước phía trong này các bạn. Cái đường kính phía trong nha, từ đây tới đây là 18 inch. Từ đây tới đây là 18 inch, cái mâm. Đó. Thì ở đây các bạn thấy có một cái lớp này nè, là lớp đi địa hình, thì các bạn thấy cái gai lớp nó chuyên đi địa hình. Và cái mâm, cái lớp của nó rất là dày. Đó, để đi được địa hình xấu, đàn hồi cho nó tốt đó, đi được chịu được địa hình xấu. Và các bạn thấy là cái mâm của nó không có lớn. Cái đường kính này nó nhỏ. Tuy là tổng thể cái lốp là nó rất là lớn, nhưng mà cái mâm thì nó nhỏ thôi. Đó, cái mâm này là, cái lốp xe này kích thước là 285/75R16. Nó chỉ, cái mâm này nó chỉ lớn hơn cái mâm Vios mình chút xíu thôi, nó bằng cái mâm của con Atis thôi. nhưng mà cái lốp tổng thể, cái lốp xe thì nó rất là bự đó, cho nên là cái lốp bự thì nó chưa chắc là cái mâm nó bự, còn cái mâm nó bự thì chưa chắc là lốp nó bự, nó còn tùy nhiều thông số lắm các bạn. Tiếp theo một cái thông số cũng rất là quan trọng cần phải chú ý khi các bạn đi thay lốp xe nữa, đó chính là cái ngày sản xuất của cái lốp xe. Thì để các bạn biết sao mình phải quan tâm đến cái ngày sản xuất của cái lốp xe, bởi vì là cái lốp xe là bạn làm bằng cao su, là cao su để lâu ngày á, cho dù là các bạn mới tinh, cái lốp mới tinh không có chạy, nhưng mà để trong kho lâu ngày nó cũng sẽ bị lão hóa. Khi nó bị lão hóa thì cái cao su nó không được đảm bảo được cái chất lượng nữa, cho nên là khi các bạn đi thay lốp xe, các bạn phải để ý tới cái ngày sản xuất của cái lốp, nó càng mới thì càng tốt. Đây đó, thế là cái ngày sản xuất ở đâu, các bạn cũng nhìn ở trên cái lốp xe nó sẽ có cái thông số nè, ở đây đó là con số 4419, 4419 các bạn. Thì 44 chính là cái tuần, cái số tuần của tuần, và 19 là năm sản xuất. Thì lốp này là sản xuất vào cái tuần thứ 44 của năm 2019, là cũng mới sản xuất đây, là cuối năm 2019 đó. Thì một năm có khoảng đâu đó 40 mấy 50 tuần gì đó. Thì này là cuối năm 2019, là cái ngày, cái tuần số 44 của năm 2019 đó. Thì tương tự như thế thì mình tìm trên cái lớp này, cái này là mặt, nó có hai mặt các bạn, cái lớp nó có hai mặt, mặt trong và mặt ngoài. Đây ví dụ như cái lớp này là cái lớp sản xuất tuần số 36 năm 2018, là lớp cũ rồi. Cái lốp này là lốp đã qua sử dụng các bạn. Tương tự như thế thì cái lốp xe Vios của mình tháo ra đây là cái tuần số 08 năm 2017, đó là sản xuất năm 2017, tới nay là cũng 3 năm rồi. Và vì các bạn thấy không, cái gai lốp của mình thì cũng còn cao, chưa có mòn lắm, nhưng mà vì sao ở đây nè nó có cái dấu nè các bạn. Cái dấu này chính là khi mà mình đi mình bị thủng lốp á, thủng lốp xe mà mình không có để ý, mình chạy luôn á, thì nó bị cái thành lốp nó bị hư đó. Đó lý do mình phải thay ngay cái bộ lốp của mình là như vậy á, là cái vết này nè đó, nó bị xẹp á, nó xẹp hết mà mình vẫn chạy tiếp. Trên đây thì mình đã giải thích cho các bạn các cái thông số cơ bản nhất của cái lốp xe, cũng như là các cái lưu ý khi mà mình đi thay lốp thì mình cần phải có những cái lưu ý gì để tránh bị lừa, tránh phải, cũng không hẳn lừa đâu, nhưng mà nó sẽ tốt nhất cho mình, tốt nhất cho mình, tại vì mình bỏ tiền ra thay lốp mà, thì mình phải có quyền được hưởng những cái gì tốt nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi các video về chủ đề xe cộ tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video lần sau. Chào tạm biệt.